Cô thân ái chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bạn về cái tuổi Đinh Mùi 1967. Thì các bạn có cái vận niên cuộc đời của mình đó là Thất Quần Chi Dương. Và mệnh của mình nạp âm là Thủy Thiên Hà, nghĩa là nước của sông, nước ở trên trời, nước của sông Thiên Hà. Thì đối với người có cái thiên can đinh thì người ta có cái câu như thế này: từ thuở sinh ra đã khổ rồi, lớn lên đận đận mãi không thôi, thông minh sắc sảo nhờ lưu lạc, một bước bình an đổi cuộc đời. Thì tuổi Đinh, tuổi Mùi á, là những cái con người rất là hiền lành, cần mẫn. Các bạn làm, các bạn thích, không thích làm những cái việc có cái tính cách mạo hiểm, các bạn thích là sống cuộc đời mà an thân. Nhưng mà các bạn có một cái tính là bảo thủ. Khi mà các bạn đã quyết định cái việc gì bạn không muốn thì không thể ai mà có lay chuyển được lòng dạ của các bạn, mà các bạn rớ rào cho rồi bằng các bạn rớ vào. Các bạn đã quyết không thích thì lại nhất định không làm. Thì cái tuổi của mình nó là phải sống tha hương, cho nên các bạn phải xa hương để mà đi làm ăn lập nghiệp. Thì cái tuổi buổi ban đầu của các bạn á, thì nó rất là vất vả, kiểu là mình phải trải qua nhiều cái cơ cực, nhiều cái gian nan, thì đến giờ sau thì mình mới được lập thành cái công danh sự nghiệp của mình nó thuận lợi. Tuổi của các bạn cũng không phải là một cái tuổi quá khó, tại vì các bạn có cái thiên can, nó cái can nó sinh chi, cho nên cuộc đời của mình có cái khó khăn ở bước đầu, nhưng mà nó về sau nó thuận lợi. Về đường tình duyên của mình cũng vậy, về được sống nè, về đường tình duyên cái gì nó cũng lận đận ở cái bước ban đầu, thì về sau nó mới đổi thời đổi vận nha. Nói về những người bạn của bạn thì mình ra đời á, mình làm việc thì rất là nhiều người quen, quen thì rất là nhiều, nhưng mà tìm được cho mình một người tri kỷ thì rất là khó. Và cái đặc biệt của cái tuổi của các bạn đó là cái này nè, là các bạn luôn luôn giữ cái con người của các bạn thường lương. Các bạn có một cái lòng mà yêu quê hương, yêu tổ tâm, thương yêu gia đình, cho nên canh cánh ở trong lòng của các bạn là cái nỗi sầu đau nhớ quê hương. Các bạn giống như những là con dê nó lạc bầy lạc mẹ, lúc nào cũng ngông ngóng đi tìm mẹ tìm cha, như cái con chim nó xa tổ xa cội xa cảnh, nghĩa là mình có một cái nỗi niềm thương nhớ quê hương, thương nhớ cội nguồn của mình. Dẫu mình làm ăn có được đi nữa, nhưng mà trong cái nỗi niềm, trong cái tâm hồn của mình, nó luôn một cái chút sầu thương. Thì năm kinh Nhâm Dần 2022 là một cái năm thuận lợi về cái tiền bạc cho các bạn nè. Tại vì cái nhâm thân, cái năm nhâm mà mình đó là đinh thì nó cũng thu hợp, cho nên các bạn làm ăn thuận lợi. Rồi mệnh của mình đó là mệnh thủy mà gặp năm kim thì nó cũng tốt đẹp cho mình, nghĩa là trong cái năm nay á, thì bạn có những cái điều nó tương đối là nó tốt đẹp. Về sao hạn thì nam á, có sao thổ tú. Sao thổ tú chủ yếu về vấn đề sức khỏe, nó là một cái sao trung thôi, không phải là một cái dạng xấu lắm cho các bạn. Và đồng thời bạn cũng gặp hạn là hạn thủ một. Nữ thì gặp sao vân hớn. Sao vân hớn cũng chủ yếu là về vấn đề sức khỏe, về những cái đề tranh chấp thị phi, nhưng mà nó không phải là một cái sao, một cái dao khó cho ghi khó khăn cho bạn. Và các bạn cũng gặp cái hạn ngũ mộ, là nó nói về vấn đề tài lộc, về sức khỏe của mình nó có một chút khó khăn. Vận niên của các bạn đó trong năm á là mã trúng đau. Thì mã trúng đau có thể nói về thể xác cũng như về tinh thần. Thì về thể xác mình gặp những cái chuyện mà không hay, có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình, thì mình biết mình phải đề phòng. Còn vấn đề tình cảm, có khi là mình gặp những cái chuyện
thị phi tai tiếng làm cho mình bị bất an bất ổn trong cái tâm thần của mình, cái tinh trí của mình nó không được thoải mái lắm khi mà gặp cái vận niên là mã trúng đao. Qua 6 tháng cuối năm á, thì cái tháng 7, tháng 8 của các bạn á, làm ăn tài lộc có, tiền bạc nó có, nó thuận lợi, nó ổn định cho các bạn. Công việc nó thuận hòa với mình, nó không có gì khắc kỵ của mình trong 2 tháng 7 và 8. Vấn đề thì bản mệnh của mình, vấn đề sức khỏe của mình thì các bạn chú ý trong cái 2 tháng này có những vấn đề khắc kỵ về cái vấn đề sức khỏe của mình, hoặc là mình dễ tâm, mình giận dỗi với những cái người bên ngoài, dễ làm cho mình nổi nóng, mình không được cái bình tĩnh lắm, tại vì cái tháng nó khắc với mình. Bạn nam trong cái tháng 7 thì gia đạo được bình an, hạnh phúc nha. Bạn nữ thì gia đình có chuyện lục đục, cãi vã với nhau. Qua đến cái tháng 8 thì tiền bạc làm ăn có, công việc thì bình ổn. Bản mệnh thì có chút khắc kỵ, chủ yếu các bạn chú ý cho vấn đề sức khỏe của mình. Bạn nam trong tháng 8 thì chú ý cho vấn đề sức khỏe nè, chú ý về vấn đề đi đứng nằm ngồi của mình, coi chừng có những chuyện không hay. Bạn nữ thì gia đạo được bình yên, thuận lợi, hạnh phúc. Qua đến cái tháng 9 và tháng 10 thì 2 tháng này nó không tốt về đường tài lộc cho các bạn. Các bạn làm có tiền thì nó cũng có nhiều cái ngõ để mà nó đi chỗ khác, nên mình phải tốn tiền ở nhiều cái khoản, cho nên cái tiền ở trong cái tháng 2 cái tháng này không được tốt cho mình. Trong cái tháng 9 thì công việc của mình có cái chút gì nó khắc kỵ, nó không tốt. Bản mệnh của các bạn chú ý cho vấn đề sức khỏe nha. Tại vì những cái tháng tất cả những cái tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì sức khỏe của các bạn có cái vấn đề. Mình dễ cũng còn đối với chuyện bên ngoài thì mình dễ tranh chấp, dễ có những cái chuyện bực bội đem đến cho mình nó không thuận lợi trong cái những cái tháng này. Trong cái tháng 8, tháng 9 thì những bạn nam coi chừng có những cái chuyện tranh cãi giữa vợ chồng cắn đắng với nhau, có giận hờn, có cắn đắng với nhau. Bạn nữ thì gia đình được yên ấm, hạnh phúc, thuận lợi. Qua tháng 10 thì tiền bạc làm nó có khắc kỵ, nhưng mà cái công việc của mình nó được bình ổn, có người giúp đỡ. Sức khỏe thì không được tốt lắm. Bạn nam trong cái tháng 10 thì gia đạo được bình an, hạnh phúc. Trong khi bạn nữ thì coi chừng những cái chuyện tranh chấp nè, cãi giả, giận hờn trong cái tình cảm gia đạo nó không được thuận lợi lắm. 2 tháng cuối năm là cái tháng 11 và tháng 12 thì 2 tháng này nó hợp với các bạn dễ có tài lộc, làm ăn nó tương đối nó thuận lợi. Nhưng mà công việc của mình nó có cái phần khắc kỵ, là mình hơi có phần lâu đâu mình hơi buồn mạn một chút về cái công việc của mình, về áp lực của công việc của mình đối với 2 cái tháng cuối năm thì nó nhiều nha. Trong tháng 11 thì bản mệnh mình trong tháng 11 thì gia đạo của mình nó có phần khắc kỵ, có những chuyện tranh chấp, có những cái chuyện cãi giả. Bạn nữ thì gia đình được an vui, được hạnh phúc, được thuận lợi. Qua đến cái tháng 12 là tiền bạc có nè, công việc nó không được tốt đẹp, bản mệnh nó ở cái mức độ bình hòa. Bạn nam thì gì, gia đạo được ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng tràn ngập cái tiếng cười vui để đón mừng xuân mới. Còn bạn nữ thì có những cái chuyện buồn làm cho chúng ta phải tốn tiền tốn bạc ở cái tháng cuối năm.
Thì vậy nghĩa là cô thấy là trong cái tuổi Đinh Sửu, lộn Đinh Mùi, trong cái năm 2022 thì chúng ta được báo trước là một năm nó tài lộc rất thuận lợi. Thì qua 6 tháng cuối năm thì các bạn chỉ có khắc không làm được tiền ở trong cái tháng tháng 9, tháng 10, còn tất cả những tháng khác thì tiền bạc của các bạn thuận lợi, tốt đẹp. Chuyện gia đạo thì nó đang xen với nhau, có tháng tốt thì có tháng xấu. Tốt đây thì gia đình mình hạnh phúc, tháng xấu thì có những cái tranh cãi, những hiểu lầm ở trong cái gia đạo. Thì mình biết để mình dè chừng, mình tránh đi những cái chuyện mà dễ làm. Mình đừng có làm cái chuyện bé, mình xé qua to. Có xấu hay không thì chỉ ở trong cái một tháng rồi nó sẽ trở lại bình yên thôi. Thì mình đừng có chuyện gì, chuyện xấu, chuyện mà chúng ta bị xé ra to, làm cho gia đạo của mình mất đi cái hòa khí, an vui, hạnh phúc nha các bạn. Bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe nha. Nếu mà thích thì hãy bấm kênh nè, ủng hộ cô bằng cách giới thiệu cho nhiều người khác, để kênh ngày một phát triển hơn, cô có nhiều động lực để mà làm tiếp những video mới phục vụ các bạn. Thân ái chào các bạn.